Chay là bây giờ đang phá nhà nè cô chú. Cái nhà này có quá nhiều đồ chơi cho nó. Thôi ê, nó nghe nè. Chơi chứ ai cho ngẫm này à? Ai cho con ngẫm đó à? Nó bận lắm, nhà này quá trời đồ cho nó bận. Nó chơi hết cái này tới kia, nó chạy lên chạy xuống, nó đi ra đi vô đi về. Ôi trời, giỏi chứ ta. Ai lấy ra chơi vậy chay? Ai lấy cái đó ra chơi vậy? Hả, giờ nó rồi lấy bên kia nữa, lấy bên màu đỏ nữa, màu đỏ đó. Bỏ vô. Đó, thấy chưa? Thấy hay chưa? Bận lắm. Ôi trời. Đó, nó bỏ vô được mấy cái rồi. Con đếm coi. 1. Sao con bỏ vô mà con không đếm? 1, 2. Đó. Thì chú thấy không? Bỏ về rồi. Thì đúng rồi. Để vậy phải về để ráng kiếm tiền mua cho chơi nhà bự bự để chơi chơi. Chứ nhà kia là chịu thua rồi. Nhà kia là đi ra đi vô đi về. Ngồi xuống rồi hít thở, nghẹt thở luôn. Đó, giỏi chưa? Hết rồi, all done. Ôi, còn cái nữa hả? 10. Good job, chị. Đi, bây giờ con dẫn cô chú đi chơi trò khác đi. Lại lên. Dạy lên, giờ dẫn cô chú đi chơi trò khác đi. Đi vô phòng con kiếm cái trò khác đi. Cái phòng có cái trò chơi gì vô dẫn cô chú đi. Lại lên. Đi. Sao? Gì vậy? Gì tự nhiên ngước mặt lên trời mà giơ hai tay ra là ý là sao? Đi, lại lên, đi. Đó, bây giờ là lấy cái đó bỏ lên bàn à, kiếm hết trò này tới coi trò kia chơi mà. Gỡ ra xong rồi bỏ vô, gỡ ra bỏ vô vậy đó. Chay là siêng lắm cô chú. Không ai siêng như chay đó. Mày nghe coi giày dép nó làm gì nè. Gì giờ muốn làm gì nữa? Giờ muốn được sự trợ giúp của mẹ hả? À, con muốn mẹ lấy cái đó ra cho con hả? Hôm qua ai là người lấy ra cho con á? Con nói mẹ giúp con. Rồi về giúp nha. Trời ơi, giúp cái này cũng mệt lắm luôn á. Đây, giúp cái này dễ nè. À, đây nè, đây nè, ra đi ra đổ ra thôi chứ có gì đâu, chứ hơi sức đâu ấy nè. Hay không? Hay phải không? Vỗ tay cho mẹ nhau, chàng vỗ tay thật là nồng nhiệt coi. Ôi trời ơi. Đó. Rồi đó, giờ bỏ vô lại đi. Thấy chưa? Rồi, vừa bỏ vô vừa đếm nha, phải đếm nha. Ủa tự nhiên vì sao bị xúc hết rồi? Rồi mẹ hay quá, làm xúc cái cây người ta luôn rồi. Mẹ là vô cùng hay luôn á. Thôi này để ba con làm đi chứ mẹ chịu qua đó chơi. Giờ bỏ chơi đấy. Ủa sao kỳ vậy? Có một cái gì đó nó sai ở trong cái này. Suốt cuộc đời mẹ là làm cái gì nó cũng sai hết trơn. Hả chơi? Cái mũi sổ mũi không. Tội dễ sợ luôn cô chú ơi, đi chơi mà tao nói bệnh hoạn mà mấy ngày nay qua đây Ngọc cũng mệt mỏi rồi này kia, chắc nọ toàn là Út nó lo cho nó không đó. Sao nó mẹ nghe ờn sao mà bỏ vô mà nó rớt xuống qua. Bây giờ nó đang than phiền nè, con nhờ con kêu mẹ giúp con một việc thôi à. Mà mẹ giúp đã rồi bây giờ hư luôn rồi. Mẹ làm ăn cái mẹ làm ăn sống nhăn vậy hả? Ê đừng dơ áo chơi vậy đó. Sắn cái tay áo lên. Đó, yêu. Yêu, trời yêu rồi, trét vô quần trước có được không? Trời ơi, trường má. Đi qua bên nhà, đi qua bên ở với dì Út á, trời ơi, Út lo từ A cho tới Z.
từ tắm rửa ăn uống. Ngọc gọi điện thoại về Việt Nam một nói với mẹ Ngọc á, con nói thiệt con chùa đi à, nó lo cho con chay là còn y như là bà ngoại lo cho con chay luôn, chứ còn không có khác, không có khác một cái nét nào vô cái nét nào. Mẹ Ngọc nghe mà cũng mẹ Ngọc cũng cảm động dữ lắm. Qua nó thương nó mến dì Út, nó thương mến tay mến chân. Các bạn cứ hỏi là dì Út cô là ai để cho dì Út coi mặt đó, nhưng mà dì Út rất là ngại, không có lên video đó. Bây giờ mà quay chay là dì Út đi trốn đó. Ngại mắc cỡ. Nên là thôi cho em nó lùi về sau sân khấu đi. Ở trên Facebook Ngọc cũng có đăng một cái tấm hình Ngọc với dì Út chụp chung đó, với lại chay đó, nên cô chú có muốn biết về dì Út là ai á, rồi đi lên trên đó coi. Chứ mà còn mà trên lên mà tới video này là nó ấy quá, nên thôi dì Út xin tạm lùi về phía sau của hậu trường. Dì Út chỉ là thương chay và chăm chay ở phía sau hậu trường thôi, chứ còn mà đằng trước hậu trường là dì Út bỏ chay bơ vơ. Đó, để bỏ chay bơ vơ, chay đi ngơ ngác không biết ai vô ai hết. Nó vừa đi vừa lấy cái tay chùi mũi, vừa đi với mũi vừa bị nhiễu mà. Ủa rồi nãy uống thuốc rồi. Ai, cái gì, con muốn mẹ bồng con hả? Bồng đi đâu? Bồng đây nè bồng ha. Ở trong nhà mà nó cũng bắt tôi bồng. Bồng ơi, rồi đi đâu nó mẹ nghe. Đi đâu? Đi vô phòng con chơi hả? Đi vô phòng con chơi nha. Dạ, rồi đi, vô phòng chơi. Ở đâu nữa? Vô đây ha. Đi đâu? Ra ngoài nó chơi rồi nè. Mở ra. Chờ mẹ chút nữa mẹ mang cái đôi dép vô đây chơi. Rồi đi đi. Đó, bây giờ đi ra ngoài chơi nè cô chú nè. Đó, ra ngoài hai hoa đi, hai hoa bắt bướm đi. Rồi coi phải hai hoa bắt bướm này có giống như hai hoa bắt bướm ở bên Michigan không chay? Thử cái hoa coi thơm không? Thử cái hoa coi, hung nhẹ cái hoa coi. Hung nhẹ coi. Hả? Đó, nó cà phê đó. Cái gì đang dọn nhà với lại ông cô John. Nhỏ quá. Trời ơi chay, con mới dọn ra xong giờ con bày tiếp hả? Chay đi. You forgot this one. This one? Please. Please. Make her say please. Say please. Please. That way. Now her toes. You lost toes. You lost one. JD, say please. JD, say thank you. Say thank you. JD.
JD? JD? Tell her to say thank you. Thank you. JD, say thank you. She's like, I'm just taking these off. Okay. Please. Eat. Yeah. Thank you. Yeah. Chị đang trao cho ông của cho nhẫn cỏ những gì không. She's so stylish. Oh. Thank you. Mm-hmm. Yeah, and it should be breaking too hard. Oh, I lost one. I go. Oh. You can practice your motor skills now. Yoy. That's it. All of them. Thank you, JD. JD ngồi đếm dây thun. One. JD, một. Hai. Ba. Bốn. Oh no! Nam. Okay, last one. What? she won on that one. Oh. Yay. Oh. Now she doesn't know what to do with herself. Boogie! You got a boogie! What's this? Uh-oh. Ow. Chạy đang xả dao. Tiếp khách. Người của công chúng. Người của công chúng, tiếp khách. No. Giỏi. Mày đâu? Đây là diễn viên bệnh cũng không được nghỉ. Phải đi làm. Gặp Liên. Liên. Jazz hands, JD. Hey, thank it's you. Huge. Bananas. And when she was putting out my thumb, she was having to stretch it out and put it on. Hôm nay Jay có trò mới. Trao cho nhau những Trời quá. Trời ơi, chồng của cô Thủy mà cưới trước. Cưới Jay trước. Yeah, I saw that one. Yeah, yeah. I like that one. Tháo ra của Andrew. She won't let me wear the samurai. Babe, she's taking off Andrew's. Wrong culture. She's taking off Andrew's. Putting on the twins. Yeah, give it to me. Yes. Đây là có mới nói cũ nha cô chú.
đây là câu mới nói của. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Đúng okay. Rồi. Giỏi. Cô nữa, thấy bên này nữa. Nè nè. Yeah. Yeah. Chơi đi là có mới nói cũ quá. Yeah. Còn hốc, còn hốc. Có còn hốc. Lấy ra hết luôn. Còn hốc. Còn hốc. Hết chưa? Không chừa người ta ăn miếng luôn hả? Hồi giờ thấy ba đây là lên nhoi xuống chó nè. Cô Thủy là lên nhoi xuống chó nè. Chọc cho rẻ vô. Hả? Ủa cô mất rồi. Ủa cô mất rồi. Khó hiểu á, suy nghĩ bây giờ làm sao đây ta? Hả? Suy nghĩ làm sao đây ta? Giờ làm sao phân chia đây? Hả? Khó xử quá. Jenny, của cô đâu? Jenny, của cô đâu? Mất rồi. Của cô đâu? Không quan tâm luôn. Của cô đâu? Đó, suy nghĩ đó. Phân vân. She don't care. Well, she was thinking about it for a little bit, and then she was like, nope, I'm taking hers away. She was scratching her head, did you see? Trời, phủ phàng thiệt luôn chị. Sự thật nó phủ phàng. Jenny, look. Jenny. Which one? Biết. Jenny, which one? Không thèm, không thèm. Lấy cái khác. Làm khó quá, khó quá bỏ qua. Làm khó quá trời. Không có gì làm khó được chay. Chay là thông minh nhất đời. Thông minh nhất đời. Bye bye.